Chào tất cả mọi người nha. Thì con này nó gần sông Long mọi người ha. Cái chóp đuôi nó là gần nhọn rồi nè. Thì nó chỉ còn một miếng lông máu nữa thôi à. Đó mọi người ha. Đó, còn miếng lông máu. Thì hiện tại bây giờ thì nó đang là 13 năm. Anh em nào kết con này thì alo cho mình. Mình sẽ nuôi cho anh em đến đuôi tôm nha mọi người. Đây, mình sẽ cầm lên như vậy mọi người thấy. Con này cha mẹ nó là cha 26 là mọi người, mẹ thì 15. Thì con này mép lên mùa đầu là 13 năm rồi đó. Sau đây 13. Nhưng mà cái cọng lông máu 13 nó đen là còn lông máu rất là nhiều. Con này có thể là nó sẽ là 13 đều, 13 năm đều hơn nha. Coi hơn một xíu, nhỉnh hơn một xíu. Anh em nào khách thì alo cho mình, số khỏi mình là 0929 887 346. Này con máy rất là đẹp nha. Con máy bữa giờ mình nói mọi người là nằm ở trong cái AB này nè, ở trong cái lồng nhỏ xíu này nè. Wow. Mọi người thấy gì không? Hai đầu cánh em nha. Đây. Bợ, cặp bợ đều văng hết, lao đều hết. Nhưng mà chỉ có cầm hai cái cọng lao cuối á, thì nó đang ra chưa xong thôi. Thì mắt mũi móng mỏ thì còn nguyên hết mọi người. À, anh em nào khách thì alo cho mình ha. Mình sẽ cho nó lại vào đây thôi. Tại vì mình thấy nó dài, mình tưởng nó 14, mình bắt cho mình đo thử. Nhưng mà chỉ có 13 năm thôi. Thì mình sẽ nhận con này nuôi cho anh em đến qua dịch có xe đi giao ha. Thì anh em nào khách thì alo mình có giá ha. Chứ mình không giá công khai từ nào giờ nha mọi người, cho nên mọi người thông cảm cho mình ha.